văn câu. Anh đi văn câu, anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Em ơi anh sao đi văn câu? Anh chống xuồng, anh đi văn câu. Cây thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu, anh cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Trời thanh gió mát, cá cánh câu quấy đuôi gọi nhau. Nửa đêm văn câu, anh ngước lên có muôn vì sao. Rèm cửa không đủ, che nắng mưa dám mơ gì đâu. Xuồng bè tiếng teo, sông gió lên phải quay về mau. Anh đem câu văn, anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Em ơi anh văn câu vui không? Anh nói rằng anh vui sao không? Anh vui sao không như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Nghe này nè. Cái gì ông xã? Em ngủ nha. Anh đi đây chút xíu anh về liền. Anh đi đâu ạ? Anh đi chút xíu à. Nhưng mà anh đi đâu? Anh đi với ai? Làm gì? Anh hẹn với thằng Quý. Anh đi nha. Khoan đã. Em ơi anh đêm nay đi đâu? Bà xã, anh nói rằng anh đi văn câu. Anh văn câu sao? Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Chống dữ em. Em ơi anh sao đi văn câu? Hỏi cái gì mà hỏi hoài vậy? Anh chống xuồng, anh đi văn câu. Anh nghi lắm nè. Cây thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu, anh cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió giả dạo. Không có mà. Trời thanh gió mát, cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Nửa đêm văn câu, anh ngước lên có muôn vì sao. Rèm thưa không đủ, che nắng mưa dám mơ gì đâu. Nhưng mà phải nhớ em dặn nè. Xuồng bè tiếng teo, sông gió lên phải quay về mau. Ừ, sóng gió lên là tôi về liền à. Cái gì mà hỏi hoài vậy? Anh há mồi, anh đem câu văn. Anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Con cá nào vậy? Con cá chắc nặng 50kg á. Em ơi anh văn câu vui không? Không vui đi làm chi? Anh nói rằng anh vui sao không? Anh vui sao không như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè. Ở nhà ông gì đâu mà điên, chi lộn bà điên. Thấy chưa, nói xấu tôi không hả? Ở nhà, ngủ sáng sớm dậy đi cài. Rồi, ủa. Điên hả bà điên? Nó
nằm ở đây làm người ta rượt theo mệt muốn chết à. Ngủ đi bà điên. Cái gì mà hỏi hoài vậy? Anh thả mồi, anh đem câu dân. Anh đem câu dân con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Con cá nào vậy? Con cá chắc nặng 50kg á. Em ơi anh dân cô vui không? Không vui đi làm chi? Anh nói rằng anh vui sao không? Anh vui sao không như cá về sông? Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè. Ở nhà ông gì lộn á? Chi lộn bà điên? Thấy chưa, nói xấu tôi không hả? Ở nhà, ngủ sáng sớm dậy đi cài. Rồi, ủa? Chuyện 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 Em ơi anh dân câu ra sao? Anh thả mồi, anh đem câu dân. Anh đem câu dân con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời.